trong tập trước. Với chiến thắng liên tiếp của Quỳnh Mai đã giúp huấn luyện viên Lan Quê lần đầu tiên loại đi một thành viên ưu tú và là một đối thủ đầy tiềm năng của đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà đi liên nguyện. Em sợ đội em thua đúng không? Em sợ Mai không thể nào chiến thắng được Ly đúng không? Những giọt nước mắt, tiếc nuối và tình cảm của người ra đi, những bài toán chiến lược của ba vị huấn luyện viên khi buộc phải hy sinh chiến binh của đội mình. Tất cả sự thăng hoa và cảm xúc ấy là động lực khiến cho top 6 các cô gái của gương mặt thương hiệu thêm bản lĩnh và quyết tâm hơn mỗi ngày. Đến với tập 9 của gương mặt thương hiệu, lần đầu tiên các bạn thí sinh có cơ hội được thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt của mình với những thử thách đẳng cấp, vươn lên một tầm cao mới mà bất cứ người mẫu chuyên nghiệp nào cũng sẽ gặp phải. Không thể nào bước ra khi cái step của tia mình chưa kéo xong. Vô cùng hồi hộp, không biết cái chuyện gì xảy ra với cái dây kéo. Nghĩ là dễ nhưng mà thật ra rất là khó. Tay mình phải vòng ra đằng sau và kéo. Nó rất là chật, rất là khó chịu. Rất là hồi hộp, không biết rằng mình có thể thực hiện tốt được hay không. Quay việc khó khăn với thử thách thay đổi trong xe hơi, các thí sinh còn phải thể hiện sự tự tin khi tiếp xúc với những fan hâm mộ trên thảm đỏ như những đại sứ thương hiệu thật sự. Bên cạnh đó, sự thông minh và bản lĩnh của top 6 gương mặt thương hiệu sẽ được khắc họa một cách rõ nét nhất qua cách xử lý và khả năng ứng biến linh hoạt trước những tình huống đánh đố bất ngờ đến từ các phóng viên trong thử thách tham dự buổi ra mắt sản phẩm của thương hiệu. Tôi cảm thấy bạn hôm nay có vẻ không tự tin lắm. Điều nào đã khiến bạn nghĩ như vậy? Giọng nước mắt của bạn hiện tại. Hỏi xoay đáp xoáy là cách mà nhà báo vẫn luôn muốn dành cho tất cả các nghệ sĩ. Các bạn thật sự sẽ phải bước vào những thử thách mang tính cá nhân nhiều hơn để có thể lựa chọn ra những người xứng đáng đi đến đêm chung kết. Bản lĩnh và trí tuệ sẽ đưa đội nào chạm tay đến chiến thắng sau những thử thách khó khăn nhất. Quyết định của ba vị huấn luyện viên trong tập này ra sao? Họ sẽ chọn ai là chiến binh cuối cùng của đội mình? Phạm Hương sẽ không mạo hiểm giữ lại một thí sinh. Chỉ khác Hương có một cú sát phạt dã man dành cho Lan Quê. Lan Quê cảm thấy bắt đầu lo lắng, mất mát và hụt hẫng. Em nghĩ hôm nay là cái ngày mà chịu hết. Phạm Hương cũng đang trông chờ xem liệu lần này huấn luyện viên nào phải tỉnh táo để đưa ra chiến lược. Tất nhiên cuộc chiến mà nếu như huấn luyện viên ở đấy không còn ai cả thì cũng thật đáng thương. Mì cung đình bò mới ngon mê ly, được làm từ khoai tây. Ngon mê ly, đời sống với cung đình. Tịch tinh tang đã có sợi trứng thơm. Bò thơm ngon cùng nước sương đậm đà, giúp lòng ta thưởng thức ngày cung đình. Ngon mê ly, oh mê ly. Mê ly cung đình, mì cung đình bò mới. Bạn đã thử chưa? Aquafina 4 chai 2 lít nước mỗi ngày. Uống cho sáng phấn khởi, cho trưa khỏe khoắn, cho chiều tươi tắn, cho tối thanh tao. Aquafina 421 tròn ngày thương khít. Kiểm nghiệm lâm sàng chính mình ProPlus giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao tốt. ProPlus của Nutifood, sản phẩm dành cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi bán chạy số 1 Việt Nam. Mua ProPlus tặng một đời Elmix cao cấp phong cách châu Âu chỉ giá 329.000 đồng. Uống gì mà xinh thế? Sữa chua uống Vinamilk Nha Đam mới với hạt Nha Đam giòn dai cùng sữa chua ngon tuyệt cho làn da thật đẹp. Sữa chua uống Vinamilk mới vị thật ngon, da thật đẹp. S, chuyên gia selfie, camera chiếc 16 megapixel, selfie đẹp tự nhiên. Oppo Camera Phone. Thử thách đầu tiên của ngày hôm nay, mỗi thí sinh sẽ có 2 phút để thay một bộ đồ được chuẩn bị sẵn trong một không gian hẹp đầy khó khăn và thứ thoải mái. Sau khi bước ra khỏi xe, thí sinh phải hoàn thiện được những tiêu chí sau: trang phục gọn gàng, đầy đủ 4 phụ kiện đi kèm, thần thái ấn tượng và tạo dáng trước ống kính.
Chính sự chỉnh chu ngay từ vẻ bên ngoài sẽ thể hiện tác phong đúng mực và thái độ nghiêm túc của bạn trong công việc. Hiển Thị xin giới thiệu một huấn luyện viên sẽ đứng ra hướng dẫn thị phạm và cũng là người quyết định đội thắng trong ngày hôm nay. Xin mời huấn luyện viên Lan Khuê. Xin chào top 6 của chương trình gương mặt thương hiệu The Face Việt Nam 2016. Đây là một thử thách khá là đặc biệt, mang tính làm khó các bạn để các bạn bộc lộ được hết khả năng cũng như là cái tố chất của mình. Bây giờ chị sẽ chia sẻ cho các bạn một chút những cái bí quyết nho nhỏ của việc làm cách nào để các bạn bước ra từ chiếc xe ô tô duyên dáng nhất, chỉnh chu nhất. Bởi vì lúc đó cái mà các bạn đem đến cho mọi người chính là tôi luôn luôn hoàn hảo, luôn luôn chỉnh chu cho mọi hoàn cảnh và mọi tình huống. Và chính điều đó sẽ giúp cho các bạn có được cái thần thái cũng như sự tự tin để có thể tỏa sáng. Trước đây mình đã có nhiều lần thay đổi trên ô tô và mình cảm giác như mình có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để mà hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới. Không cần phải có kinh nghiệm quá nhiều vì mình chỉ cần làm sao cho nhanh, cho tốt và bước xuống xe hơi thì thần thái mình phải tốt là được rồi. Không gian trong chiếc xe ô tô nó khá là chật. Mình phải loay hoay như thế nào để có thể thay được trang phục rồi chỉnh chu lại make up cũng như tóc. Nó sẽ khá khó khăn cho các bạn. Sau khi các bạn đã thay đồ xong, các bạn sẽ tranh thủ ngắm mình lại trong gương một chút xíu. Thường là những chiếc xe cái cửa nó khá là nặng, cho nên nhớ tay đẩy thật mạnh ra để tạo khoảng trống cho mình bước ra, đẩy lên duyên dáng bước ra cười. Có một cái mẹo nhỏ như thế này, những chiếc váy ôm khi mà mình ngồi đứng lên thường sẽ có những cái nếp nhăn khi mà bước ra nhé. Ăn gian chút xíu, bước nhẹ, mình có thể tạo những cái dáng ôm nhẹ vào hông như thế này, nhưng mà thật ra mình đang ăn gian để kéo cái váy xuống. Chị Lan Khuê có rất nhiều kinh nghiệm, những lời góp ý của chị Lan Khuê cũng giúp ích cho các thí sinh rất là nhiều. Sau đó bước ra tạo dáng lên xe nhẹ nhàng, bước xe lại cười tươi thôi. Trong xe mình đã rất là gấp gáp rồi, thở hổn hển rồi, mình bước ra mình cần thời gian để tĩnh tâm lại. Bởi vì khi mà mình bước trong xe, bước ra ánh sáng đèn flash nhấp tới các bạn rất dễ bị hoang mang cũng như là dễ bị mất tập trung. Trước đây thì mình chưa bao giờ đi dự sự kiện hay là bước trên một tấm thảm đỏ nào cả. Lúc mà chị Lan Khuê thị phạm thì mình phải quan sát rất là nhiều. Lan Khuê hy vọng rằng có thể được nhìn thấy các bạn thể hiện tố chất của một ngôi sao. Cố lên nhé. Xin cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của Lan Khuê. Người thắng cuộc trong phần thi này sẽ nhận được một voucher trị giá 50 triệu đồng đến từ thương hiệu Eri Clinic. Và thử thách xin được phép bắt đầu. Trong thử thách lần này, các thí sinh đội Hồ Ngọc Hà sẽ là những người thể hiện đầu tiên. Với sự trẻ trung năng động, liệu phía Phương Anh có hoàn thành được phần thi của mình một cách tốt nhất? Và 2 phút của chúng ta xin được phép bắt đầu. Mình đã từng thay đồ trong xe hơi rồi, nó rất là chật, khoảng 5-10 phút mới thay xong một bộ đồ. Đầu tiên là cởi bộ đồ cũ, còn bộ đồ mới mình chưa kéo hết thêm ưu tiên của máy váy và khi mà chui vào rất là khó khăn. Thử thách này không phải là thử thách quá khó, mình cần phải một chút khéo léo và giữ bình tĩnh, mà chỉ cần run thì mình sẽ không làm được. Trang cảm thấy hơi lo lắng cho Phương Anh tại vì chỉ còn vài giây cuối nữa thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Sự bình tĩnh, từ tốn giải quyết từng tình huống và cái điềm tĩnh khi mà bước ra tạo dáng của phía Phương An đã thu hút và chinh phục Lan Khuê. Chị rất là thích cái em đeo ở tay, rất là ấn tượng. Phía Phương An đã thể hiện rất tốt và cho thấy được cái thần thái của một nghệ sĩ, của một ngôi sao. Chúc mừng em người đầu tiên hoàn thành thử thách này. Rất là vui, Phương Anh một lần nữa khẳng định cái vị trí trong lòng Hà, một cô bé nhỏ nhắn nhưng mà với một sự quyết tâm rất là lớn. Thí sinh thứ hai, Trúng Huyền Thanh. Huyền Thanh hơi to người một chút xíu. Mọi người ở ngoài cũng khá là lo lắng, sợ Huyền Thanh làm không được khéo léo. Thật sự là cũng không mấy là thoải mái vì cái phần mà diện tích ở trong ô tô nó rất là hẹp. Khoảng tầm 20 giây đầu tiên thì Thanh hơi lúng túng với cái bộ đồ mà mình mặc trên người thì nó rất là khó cởi. Hơi lấy hơi rất là nhiều. Em nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian hơn phía Phương Anh.
cái bộ đồ với cái khóa kéo đằng sau dù là nhìn thì bình thường trông rất là dễ mặc, nhưng khi mà mình mặc vào và tự mình phải kéo cái khóa đằng sau lên nó hơi khó đối với Thanh. Còn 40 giây. Chị rất là tiếc khi mà em bước ra, cái lực tay em nó không đủ mạnh để đẩy cửa rất là hèn, cho nên em bị mất cái khoảng không gian để mình có thể thoải mái đặt chân xuống. Chú Huyền Thanh bị mất đi cái sự tập trung trên gương mặt và mất đi cái thần thái mà Lan Khuê cần nhìn thấy khi mà chú Huyền Thanh bước ra khỏi ô tô. Nếu mà em bình tĩnh hơn một chút xíu nữa, bây giờ em có thời gian, thì chị nghĩ nó sẽ hoàn hảo hơn. Rồi, cảm ơn em. Phần thử thách này pin trong bộ đồ của chị. Nhiều kinh nghiệm trong việc tham dự các event, Lê Hà cũng đã hiểu qua việc phải làm như thế nào ra sao để có thể thu hút được ánh nhìn của mọi người khi xuất hiện tại thảm đỏ. Tuy nhiên có vẻ bởi vì Lan Khuê đặt nhiều kỳ vọng ở Lê Hà, Lan Khuê muốn cái sự xuất hiện của Lê Hà nó phải hoành tráng hơn, phải có cái gì đó khiến cho Lan Khuê phải wow lên, cho nên cũng hơi chưa có đã chút xíu. Lần sau nhớ cố gắng khi mà đã xong rồi, cảm thấy thời gian còn nhiều, hít một hơi và thở ra, cũng như chuẩn bị một cái nụ cười thật sẵn sàng để khi mà mở cửa bước ra là mình đã tỏa sáng. Thì nghĩ ha, cũng làm được điều đó rồi. Rồi, cảm ơn Lê Hà. Tiếp theo là sự thể hiện của chiến binh Quỳnh Mai. Liệu với sự trải nghiệm trong nhiều năm theo nghề có giúp cô nàng cá tính thực sự tỏa sáng? Huấn luyện viên Lan Khuê của mình dè trước rằng: Mai ơi, em xem thử thách này như thế nào chứ chị nghĩ em ráng làm tốt thôi, chứ chị có hy vọng là em sẽ chiến thắng. Vì chị biết là em là một người rất là lề mề. Và thử thách bắt đầu. Thử xong rồi. Em biết. Nó xong rồi, nó chụp đấy. Cái gì kéo không biết gặp vấn đề gì mà Quỳnh Mai cứ kéo mãi mà không thấy lên. Ở bên ngoài Lan Khuê cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp, không biết cái chuyện gì xảy ra với cái dây kéo. Mình phải dùng thao tác là đẩy hông lên, cũng như mình nhích qua nhích lại để mà kéo từ từ cái váy lên. Kéo được váy rồi thì lại là phần kích ở trên càng khó hơn, khi mà xoay cái tay ra đằng sau mình phải tự kéo khóa. Thực sự là cái váy của chị rất là khó và nó còn có cái nơ ở đằng sau nữa, nên kéo khóa nó cũng rất là khó. Vẻ vất vả. Và một phút đã trôi qua. Nghe thông báo chỉ còn một phút thì mình lại lay hoay với giày. Thì hai đôi giày nó khá là giống nhau. Và mình quên là đôi giày ban đầu mình mang là màu gì và mình phải mang tiếp theo là màu gì. 10 9 8 Thì mình biết là cái tay mình sẽ không có đủ bình tĩnh để mà đeo đôi bông, nên mình đã quyết định là không đeo. 7 6 5 4 3 2 1 Tôi thấy bạn rất bình tĩnh khi bước ra, nhưng mà dường như bạn còn thiếu một cái món phụ kiện nào đó. À, thiếu bao tay. Đôi giày vẫn là đôi giày cũ. Tay chân hay là tay vẫn không có phụ kiện để đeo. Quỳnh Mai không nhận ra rằng trong chiếc xe hơi đó còn tồn tại một đôi găng tay, một chiếc bông tai hay đôi giày. Quỳnh Mai trong lúc đó chỉ kịp thay chiếc áo. Nói chung là hồi nãy chị có quan sát và thấy Mai khá là lúng túng và loay hoay với chiếc váy, đúng không? Cái khóa kéo rồi tóc nó cứ vướng bên này, tóc bên này lại vướng bên kia, rồi hết che mặt rồi lại vướng vào móc áo. Điều đó khiến bạn cũng loay hoay một thời gian khá nhiều. Chị đánh giá cao của Quỳnh Mai cái lúc mà em bước ra, mặc dù bên trong xe rất là rối, mọi thứ gần như là rối tung lên hết, nhưng mà khi bước ra em vẫn rất bình tĩnh, nở nụ cười và tạo dáng. Tuy nhiên lần sau khi mà em phải thay đồ trên xe
cái điều đầu tiên quan trọng nhất khi bước vào xe đó chính là em phải quan sát rằng mình có những cái món gì và mình sẽ phải làm gì. Điều đầu tiên nó sẽ giúp cho em bình tĩnh hơn. Phần thi của chị Quỳnh Mai hôm nay chưa được xuất sắc, chị có vẻ kém hơn những tập trước. Sự bối rối và khá lúng túng trong phần thi của Quỳnh Mai hy vọng sẽ là một bài học kinh nghiệm cho hai thí sinh của đội Phạm Hương thêm tự tin bước vào phần thi của mình. Bình thường Lan thay đổi khá là nhanh, vì vậy mà Lan nghĩ dù cho thời gian ngắn thì Lan sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất. Thất bắt đầu. Trước khi mà Vĩnh Thụy ra cái hiệu lệnh là bắt đầu thì Ngọc Lan đã thay quần áo, như thế là vi phạm quy định về thời gian của thử thách. Lan đã cố gắng kéo cái váy trước khi bấm dây. Mười giây, 9 giây. Lan gần như không có chỉnh trang được đầu tóc và hơi bị mất bình tĩnh khi mà bước ra. Vì đây là thử thách mà chúng ta phải chấm điểm, cho nên có lẽ chị cũng vẫn phải bắt lỗi một chút xíu. Đầu tiên đó là một cái điều cấm kỵ nhất và cái lỗi rất là khó chấp nhận. Khi mà mình bước xuống xe, mình phải chắc chắn rằng tất cả những thứ xung quanh, những thứ tạo nên hình ảnh của mình phải chỉnh chu. Và một cái điều rất là cấm kỵ đó khi đó chính là để chiếc áo nó lòi ra như thế này. Cái thứ hai, khi anh Thủy chưa nói chữ bắt đầu thì Loan đã thay áo. Thì như thế, dù cho Loan có dư lên đến 10 giây nhưng mà như thế vẫn là phạm luật. Một chút xíu lỗi đó thì chị mong rằng Ngọc Loan sẽ ghi nhớ nó để những lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Rất là đáng tiếc, nó đã làm giảm đi cái hình ảnh của Ngọc Loan trong thử thách này. Ngân cũng đã từng thay đồ trong ô tô rồi. Ngân nghĩ nó cũng khá khó khăn với một không gian hẹp như thế. Nhưng mà Ngân sẽ cố gắng hết sức đối với thử thách này. Và thử thách bắt đầu. Cái áo mà Khánh Ngân lựa chọn nó là một cái áo rất là khó khăn. Khánh Ngân vừa phải xử lý dây kéo cũng như là chiếc nút ở đằng sau và vừa phải xử lý cái thắt lưng. Chính vì vậy Khánh Ngân sẽ mất nhiều thời gian hơn. Còn lại 1 phút. Kéo được cái áo lên và bận đào thì lại gặp sự cố ở phần giữa thắt lưng là cái khóa kéo bị kẹt. Còn lại 40 giây. Khánh Ngân cứ loay hoay mãi mà vẫn không giải quyết được. Quay qua khắc phục khóa kéo vẫn chưa được thì Ngân nghĩ là tốt nhất nên mang giày rồi đi ra luôn. 7 6 5 4 Quay thẳng cái lưng về phía ống kính mà là hơi đi lách nhẹ, đi nghe rất là duyên dáng. Cái điều chưa hoàn hảo đó lại khiến cho Khánh Ngân có thêm điểm cộng bởi sự thông minh cũng như sự tinh tế trong việc xử lý tình huống. Thực ra cũng sẽ rất khó khăn cho chị trong việc phải đánh giá, bởi vì chúng ta làm nghề sẽ đôi lúc gặp rất là nhiều sự cố, như những cái tai nạn nghề nghiệp. Không thể lúc nào tất cả mọi thứ nó cũng đều hoàn hảo đúng như những gì mà mình mong muốn. Cái điều quan trọng đó chính là cái sự thông minh và tinh tế của chúng ta khi mà xử lý tất cả các tình huống. Khánh Ngân ngày hôm nay nếu mà dành vài giây nữa để chỉnh lại cái dây kéo hay là nút thắt ở chiếc áo thì Lan Khuê nghĩ Khánh Ngân đã có một phần thể hiện vô cùng xuất sắc và hoàn hảo. Thí sinh giành được chiến thắng, nhận được giải thưởng là một voucher trị giá lên đến 50 triệu đồng đến từ thương hiệu Eri Clinic. Với những thay đổi lớn về phong độ trong thời điểm hiện tại, thí sinh nào sẽ vượt lên và giành chiến thắng? Điều đầu tiên thì chị xin chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành xuất sắc cái thử thách của mình. Và ngày hôm nay, 3 người mà chị đánh giá cao, Khánh Ngân, Lê Hà và Phí Phương Anh. Bất ngờ thì cũng không bất ngờ, nhưng mà cũng không nghĩ rằng là mình sẽ lọt vào top 3. Phí Phương Anh và chị Lê Hà được lọt vào top 3, mình cảm thấy hơi buồn và cảm thấy hơi thủ thân một chút xíu. Cả ba em đều
đáp ứng được tất cả các tiêu chí của thử thách này đề ra. Khánh Ngân, rất tiếc cho Khánh Ngân nếu mà Khánh Ngân chỉ dành một chút thời gian thêm nữa cho việc làm sao mà xử lý được chiếc khóa kéo ở sau lưng thì coi như là cái phần thử thách này Khánh Ngân làm một cách hoàn hảo và tuyệt đối. Nhưng mà chị vẫn đánh giá cao và chọn lựa Khánh Ngân trong top 3 bởi vì cách mà Khánh Ngân xử lý cái sự cố này trước ống kính rất là thông minh, rất là tinh tế. Lê Hà và Phí Phương Anh, cả hai người đều hoàn thành thử thách này trong một khoảng thời gian rất ngắn, còn dư đến khoảng 20 giây. Và cả hai đều trong một cái diện mạo hoàn hảo, chỉnh chu. Và khi mà bước ra khỏi chiếc xe, chị thấy vô cùng thích thú khi mà cả hai có những cái tạo dáng thể hiện được cái đẳng cấp của mình. Độ khó của thử thách lần này đòi hỏi các bạn phải hoàn thiện rất là nhiều thứ trong một khoảng thời gian vô cùng giới hạn. Vì vậy, cái việc lựa chọn ra người chiến thắng, Lan Khuê nghĩ rằng họ phải là người đáp ứng được đầy đủ hết tất cả những cái tiêu chí đó. Chị đánh giá cao Phí Phương Anh bởi vì em là người đầu tiên bước vào thử thách. Người đầu tiên sẽ gặp rất là nhiều khó khăn hơn những người còn lại bởi vì mình chưa biết mình phải làm gì cũng như là chưa quen với lại cái nhiệt độ của thử thách. Thế nhưng mà cái thần thái của em, cái thái độ bình tĩnh của em khi mà em xử lý các tình huống và khi mà em bước ra, chị nhìn thấy một tiềm năng rất lớn ở Phí Phương Anh. Và Lê Hà, một cô gái mang phong cách tiểu thư đài cá, và khi mà em bước ra, chị thấy được cái thần thái, cái ánh mắt mà em giao lưu với ống kính. Người chiến thắng thử thách ngày hôm nay, nếu mà không thắng thì cũng không sao, khi mà đứng lên đấy thì rất là vui rồi, chẳng nghĩ gì nữa. Lê Hà là người thay đồ nhanh nhất trong 6 bạn. À, mình bước ra cũng khá là tự tin và mình nghĩ mình là người chiến thắng. Nhưng không phải đặt nặng việc có chiến thắng thử thách lần này hay không. Oppo F1s chuyên gia selfie, camera trước 16 megapixel, selfie đẹp tự nhiên. Oppo Camera Phone. Có mè già nấu mè ngay. Rau quả mẹ cất vào tủ lạnh cho tươi. Tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus mới với hai dàn lạnh độc lập cho phép chuyển đổi nhiều chế độ linh hoạt theo nhu cầu của gia đình bạn. Chuyển ngăn đông thành ngăn mát, tối đa không gian lưu trữ. Tắt ngăn đông, tiết kiệm điện năng. Tắt ngăn mát, chuyển ngăn đông thành ngăn mát nhỏ, lưu trữ linh hoạt. Samsung Twin Cooling Plus, công nghệ với cảm hứng từ yêu thương. Mình rất thích mái tóc dài mà chẳng nuôi lâu được. Tóc gãy rụng nhiều, cái tỉa hoài, chẳng cách nào hiệu quả. Đến khi mình dùng Pantene. Pantene dưỡng chất ngăn rụng tóc, công thức Pro Vitamin ưu việt giúp tóc chắc khỏe hơn từ gốc tới ngọn. Không còn lo tóc rụng, thỏa sức dưỡng tóc dài như ý. Mình chỉ tin dùng Pantene. Tóc chắc khỏe, điều gì có thể cản bước tôi? 100 phụ nữ thách thức Ariel loại sạch những vết bẩn đứng đầu họ đối mặt hàng ngày. Liệu Ariel có vượt qua được thử thách này? Có thể loại sạch được 100 vết bẩn khác nhau chỉ trong một bước tập. Ariel tạo ra mới với những phân tử nano loại sạch 100 vết bẩn khác nhau chỉ trong một bước tập. Hãy luôn bản lĩnh cao đứng đầu với những vết bẩn đứng đầu. Ariel đảm bảo loại sạch 100 vết bẩn trong một bước giặt. Quần áo là mình giữ cho nó sạch sẽ rồi tươm tất, nhưng mà một lần trước đây mình dùng nó không làm sạch được hết các vết bẩn. Chị Xuân Thu chấp nhận thử thách với một giặt mới của chúng tôi. Chỉ cần mình vò thôi là nó đã tan mất đi cái vết bẩn đấy rồi. Ariel mới đang đi mềm dịu cho bé mới, giúp quần áo luôn mềm mại, thơm mát và dịu nhẹ. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu và phù hợp cho quần áo trẻ em. Thì như bạn, chúng tôi luôn yêu thương bé. Downy mềm dịu cho bé hoàn toàn mới. Chuyên gia giặt giũ luôn tin rằng chỉ có giòi thật mạnh, chả được lâu thì áo buộc phải trắng xé. Ngạc nhiên chưa? Gì
giới thiệu thai trắng đột phá mới với công thức cải tiến, loại bỏ vết bầm cứng đầu bạc không cần chà bao nhiêu. Thai trắng đột phá, trắng sạch dễ dàng mới. Thai dầu gội dưỡng tóc siêu mượt ăn sơn tơ, cho mái tóc mượt thơm, tận hưởng hè lãng mạn. Thơm mượt hơn với quà tặng dầu xả khi mua dầu gội ăn sơn tơ. Với không khí ô nhiễm và các tác nhân gây hại khó thấy, da bé cần sự bảo vệ vượt trội từ chuyên gia. Sữa tắm gội hàng ngày Lactacid Milky với công thức bảo vệ kép độc đáo từ Lactacid giúp giữ ẩm và chăm sóc vượt trội cho làn da của bé mỗi ngày. Bạn ao ước mái tóc khô sẹp trở nên bồng bềnh? Với công nghệ oxy fusion thoáng nhẹ có thành phần chứa liên kết oxy giúp tóc mềm mượt và bồng bềnh hơn đến 95%. Tặng khăn trị giá 57.000 đồng khi mua dầu gội 650g. Mật 333 mới, mật phong thái lịch lãm nam tính, mật tự tin làm chủ tình huống, và mật cử chỉ đẹp mọi lúc mọi nơi. Dấu ấn riêng của anh đấy. 333 với dấu ấn mới trong thiết kế, mật lịch lãm sáng tự tin. Ngày vui không dứt với sữa trái cây Lít. Năng lượng từ nước trái cây tự nhiên và sữa, bổ sung vitamin và dưỡng chất. Sữa trái cây Lít mới, ngon tự nhiên, khỏe tự nhiên, vui không dứt. Chuyên gia selfie, Oppo Camera 1 S 1 S. Người chiến thắng thử thách ngày hôm nay chính là Phí Phương Anh. Đây là chiến thắng cá nhân đầu tiên của mình và nó được giải thưởng rất là nhiều tiền, một cái voucher 50 triệu, và thấy công sức mình mở ra cũng rất là tốt, không sao cả, vì là Phương Anh team mình cũng là người chiến thắng thì cũng không có phần ganh tị gì đâu. Hiện tại Vĩnh Thụy đang có mặt tại khu vực thảm đỏ và ngày hôm nay rất đông các phóng viên nhà báo fan hâm mộ đã có mặt tại đây để chờ đón sự xuất hiện của các huấn luyện viên cũng như các thí sinh của chúng ta. Là người nổi tiếng xuất hiện trước công chúng và giới báo chí, thần thái, hành động, cử chỉ, thương hiệu mình đại diện không hề đơn giản. Chính vì thế, bằng kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, có thể thấy rõ được sự đầu tư của các huấn luyện viên dành cho các thành viên trong đội mình trong thử thách quan trọng lần này. Đứng ra là cười tạo dáng ngay lập tức, em có thể vẫy tay, hay cười là hôn gió, đó là cái cách mà em giao lưu với fan. Đây là một thử thách khá là đặc biệt, các bạn phải làm sao bước ra với tư thế và phong thái tự tin nhất, đẳng cấp nhất của một người được săn đón và được yêu mến. Mình là ngôi sao, tất cả mọi thứ sẽ tập trung vào mình, em phải tự tin khi mà hết. Em cũng phải phân bố sự chú ý của em với tất cả, để phá vỡ khoảng cách đó bằng cách thể hiện niềm vui và hạnh phúc khi mình được gặp người hâm mộ của mình. Chị muốn em thảm đỏ nhiều năng lượng nha. Khi mà chúng ta xuất hiện trên thảm đỏ phải đẹp trước camera như thế nào? Phạm Hương nghĩ rằng việc mà chúng ta xuất hiện trước fan hâm mộ hay trước phóng viên báo chí đều rất là quan trọng để việc chúng ta truyền tải hình ảnh của mình tới công chúng như thế nào. Điềm đạm một chút, bình tĩnh một chút, xuất hiện một cách chỉnh chu nhất trước camera. Phạm Hương không cần các bạn quá cầu kỳ trong việc phô tạo dáng như thế nào. Các bạn phải fix được cái dáng chuẩn của mình và sau đó thể hiện góc mặt, ánh mắt của mình ra sao để cho thấy được cái sự giao lưu tốt nhất của các bạn về phía ống kính và camera. Ta nhìn về phía trước chỉ với một dáng cơ bản thôi, nhưng với ánh mắt của chúng ta, nghĩa là chúng ta đã thể hiện được sự giao lưu của mình với ống kính, giao lưu với fan hâm mộ của mình. Thảm đỏ là một nơi mà nghĩ không dành cho sự rụt rè, cũng không cho những người yếu bóng vía, bởi vì ở đó chúng ta sẽ có hàng ngàn những cặp mắt đang nhìn vào và chúng ta đang chụp điểm. Vậy thì làm gì để phù hợp hai chữ tâm điểm đấy? Phong thái của chúng ta tự tin thoải mái, có một chút kiêu sa lộng lẫy, có một chút gần gũi. Điều quan trọng nhất biết tỏa sáng bằng cách nhìn ánh sáng ở đâu để chúng ta đón gương mặt của mình ở đấy. Bước ra thảm đỏ thì chân mình phải bước xuống thì mình mới có trụ, rồi mình mới trườn ra cho nó đẹp. Không
ai mà chui ra. Ngay cả đội Hà hay là đội của những huấn luyện viên còn lại. Cái cách bước ra là cái cách mà mình cần phải kiêu sa nhất. Bước ra là tất cả mọi thứ tung ra thật đẹp. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm, hãy thể hiện cái sự non nớt của mình. Bởi vì đôi khi chính cái non nớt và tự nhiên ấy, nó sẽ làm mọi người thương. Điểm chính ở đâu? Ánh sáng đang ở đâu? Em có nhìn thấy ánh sáng vào mặt của mình không? Tạo dáng ống kính chứ không phải là tạo dáng trong studio. Tất cả mọi thứ phải thoáng ra. Chọn cho mình một cái điểm sáng nhất và tạo dáng. Thảm đỏ làm những cái gì mình đang giao lưu, mình đang gửi lời chào, tất cả mọi thứ thoải mái lên mình kia. Vô tư, hình thể của mình phải dang rộng ra để nhìn thấy mình nó có một cái quyền lực để đi trên thảm đỏ. Vì thế là người của công chúng, hình ảnh của một đại diện gương mặt thương hiệu là vô cùng quan trọng. Hãy cùng xem các bạn thí sinh của cả ba đội thể hiện hình ảnh của mình như thế nào khi xuất hiện tại sự kiện thảm đỏ đầy danh giá. Quỳnh Mai có rất là nhiều ưu thế, bạn ấy đã có cơ hội được xuất hiện ở thảm đỏ. Lan Khuê Anh nghĩ rằng Quỳnh Mai sẽ làm tốt ngày hôm nay. Quỳnh Mai luôn luôn có được một cái bản lĩnh, luôn luôn có được cái sự bình tĩnh. Tuy nhiên có lẽ là do Quỳnh Mai đã chọn một chiếc váy quá chóe so với cái làn da của mình, cho nên thực sự Hà không thấy Mai tỏa sáng ở trên thảm đỏ. Khánh Ngân có lợi thế hơn khi Khánh Ngân đã có cơ hội được xuất hiện trước truyền thông và xuất hiện trước thảm đỏ. Với cái thử thách dự thảm đỏ, Ngân cũng đã được huấn luyện viên của mình chuẩn bị cho một bộ đầm rất là nữ tính, thể hiện được sự tươi trẻ, khỏe khoắn, nổi bật. Vẻ đẹp của mình sẽ thu hút cánh truyền thông. Khánh Ngân lại đang càng ngày càng chứng tỏ mình là một trong những gương mặt tiềm năng để giành vị trí quán quân bằng nụ cười duyên dáng, bằng một phong thái đĩnh đạc. Ngọc Loan là một thí sinh rất là mới và Ngọc Loan chưa có cơ hội được trải nghiệm ở ngoài đời thực. Ngọc Loan lại là một cô gái khá là rụt rè, nhút nhát. Chúng ta đã đi gần hết cái chặng đường của cuộc đua này rồi mà Loan vẫn thế, không biểu lộ được những điều gì mà thực sự nổi bật. Rất là khó khăn để Ngọc Loan có thể làm tốt được cái thử thách lần này. Khi Khánh Ngân và Ngọc Loan xuất hiện ở phần thảm đỏ, Phạm Mương khá yên tâm bởi vì hai bạn ấy là hai bạn vốn dĩ đã rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Hai bạn chỉ thiếu một chút thôi, đó chính là sự tự tin. Vì vậy Phạm Mương mong hai bạn phải tự tin hơn nhưng luôn luôn thể hiện sự chân thật của mình nhất ngay trong dáng đi, điệu bộ, cử chỉ, nụ cười và ánh mắt của mình. Là một người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tham dự các event, Lê Hà cũng thể hiện khá tốt, tận dụng cái lợi thế một nụ cười dễ gần của mình. Người mẫu quảng cáo thì phải biết giữ hình ảnh trong xuyên suốt quá trình đi thảm đỏ và mình phải luôn luôn tươi cười và phải cẩn trọng từng bước đi của mình làm sao cho đẹp và những cái hình ảnh của mình có thể đẹp nhất. Khi mà Thanh đứng tạo dáng và Thanh đã cảm thấy rất là tự tin với cái phần trình diễn đó của mình. Một là quay lại chào khán giả, hai là quay lại hướng về ống kính phóng viên. Không thể nào mà các bạn vừa đi vừa ngoái đầu lại, vừa đi vừa ngoái đầu lại, rất là khó chịu. Không hiểu tại sao mà Thanh lại có cái suy nghĩ đấy khi mà đứng ở trên thảm đỏ mà lại thể hiện cái điều Hà không hề chỉ cho các bạn. Bạn đã đứng để tạo dáng trước ống kính, cách tạo dáng và tự tin. Đây là lần đầu tiên Hương Anh được trải nghiệm cái cảm giác đứng trên thảm đỏ hay là cái cảm giác mà phải chuẩn bị ra sao để xuất hiện trên thảm đỏ trong một khoảng thời gian rất ngắn và rất nhanh. Cô là một người rất là nhạy bén, biết ưu và khuyết điểm của mình. Hơn nữa, cái nụ cười bẽn lẽn đấy cộng với một cái vóc dáng nhỏ nhắn dễ làm cho người ta có được thiện cảm dành cho Phương Anh.
lần đầu tiên thể hiện, Phí Phương Anh đã thể hiện rất tốt và cho thấy được cái thần thái của một nghệ sĩ, của một ngôi sao. Khi mà được chị Hà Thị Phạm là cách đi ra bước trên khán đài như thế nào thì khá giúp ích cho mình đã hoàn thành đúng như những gì chị nói. Có thể Hà sẽ chỉ cho các bạn 3 cách tạo dáng đấy, nhưng chính các bạn phải biết được rằng là mình sẽ đẹp nào. Dựa trên những cái ý kiến của Hà thì các bạn sẽ tỏa sáng bằng cách của các bạn. Nên các bạn hãy là những người thân thiện, gần gũi và tinh tế hơn là các bạn đang cố gắng trở thành một ngôi sao. Bởi vì điều đấy các bạn chưa chạm tới thì các bạn chưa thể nào thể hiện ra được cái điều đấy. Mỗi thí sinh là một cá tính, một vẻ đẹp khác nhau, lộng lẫy và kiêu sa, xinh đẹp và thân thiện. Không khó để thấy được những tố chất của một gương mặt thương hiệu hoàn hảo đến từ các thí sinh trong sự xuất hiện vừa rồi. Lần đầu tiên trong gương mặt thương hiệu, các bạn thí sinh sẽ phải trải qua phần thi đồng đội khó khăn nhất từ trước đến nay. Khi phải trực tiếp thể hiện sự thông minh, khéo léo, tinh tế của mình trước những phóng viên trong thử thách xuất hiện tại thảm đỏ và làm đại diện thương hiệu trong một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng. Trước khi vào thử thách, Vĩnh Thị xin giới thiệu đại sứ của thương hiệu Apple, ca sĩ Tóc Tiên. Tóc Tiên rất vui được gặp lại top 6 được Face Việt Nam tại thử thách thảm đỏ sự kiện ra mắt sản phẩm mới nhất của thương hiệu Apple. Như tất cả chúng ta đều biết là với tư cách là một đại sứ thương hiệu, các bạn sẽ xuất hiện trong rất nhiều những sự kiện của nhãn hàng, cũng như sự kiện xã hội, văn hóa, nghệ thuật. Chính vì vậy, điều quan trọng đầu tiên đó là các bạn phải biết cách làm sao để có thể tỏa sáng nhất có thể cùng với sản phẩm mà các bạn đang làm gương mặt đại diện. Và đồng hành với top 6 của chúng ta trong thử thách lần này đó chính là chiếc điện thoại mới nhất đến từ thương hiệu Oppo. Chiếc điện thoại Oppo F1S có rất là nhiều những công nghệ, những chức năng mà tin là tất cả phái đẹp đều yêu mến. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thi chính của ngày hôm nay. Trả lời phỏng vấn của các đơn vị truyền thông báo chí, hãy chứng tỏ bạn chính là đại sứ thương hiệu phù hợp và chuyên nghiệp nhất, người thấu hiểu rõ sản phẩm mà các bạn đang làm gương mặt đại diện. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị của Tóc Tiên. Cảm ơn các anh chị phóng viên báo chí có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và Vĩnh Thị chúc các bạn sẽ có một phần thi thật tốt. Với hai lần chiến thắng đồng đội liên tiếp, bảo toàn được vị trí của mình cho đến thời điểm hiện tại, đội huấn luyện viên Lan Khuê với chiến binh can đảm Quỳnh Mai liệu có tiếp tục giữ vững được phong độ, chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong thử thách lần này? Trong các thí sinh hiện tại bây giờ, Ngân nghĩ Mai Ngô có kinh nghiệm đối mặt với truyền thông nhiều nhất. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn được đặt cho Mai Ngô là một đại sứ của thương hiệu Oppo, thì điểm đặc biệt nào trên chiếc điện thoại này khiến cho bạn ấn tượng nhất?